nhận được rất nhiều câu hỏi của anh chị. Hãy đi review một chiếc Yaris Cross 1.5V máy xăng nhưng lại là màu trắng ngọc trai. Nóc cũng phải trắng luôn anh chị nhá. Và ở thế hệ mới khi mà giá đã giảm còn có 650 triệu đồng thì Yaris Cross sẽ có hình thà dáng này, chi tiết này, chương trình khuyến mại đặc biệt là như thế nào. Chúng ta sẽ cùng theo dõi clip ngay bây giờ. Chào mừng tất cả quý khách hàng. Vậy là trước mặt quý khách hàng đó chính là chiếc xe Toyota Yaris Cross phiên bản 1.5V máy xăng màu trắng ngọc trai, model mới nhất 2024, nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia, vừa về đến đại lý của chúng tôi. Và trong clip mới nhất ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đi ngắm nhìn hình ảnh chi tiết với chiếc màu trắng ngọc trai và với phiên bản máy xăng, và đặc biệt nhất là với giá chỉ có 650 triệu đồng. Anh chị nghe không nhầm đâu ạ, 650 triệu đồng, màu trắng ngọc trai sẽ là 658 triệu đồng. Đang có chương trình xả kho, khuyến mại, giảm giá, đâu đó chỉ còn nhỉnh hơn 600 triệu đồng một chút xíu thôi. Thì chi tiết về hình ảnh xe là như thế nào, cũng như là bảng giá, giá lăn bánh chi tiết cho từng vùng miền ra làm sao, chúng ta sẽ cùng ngắm nhìn theo dõi clip ngay bây giờ. Được Toyota Việt Nam nhập khẩu Yaris Cross có đến 2 tùy chọn nguyên chiếc từ Indonesia, trang bị khối động cơ 1.5 kết hợp với hộp số CVT vô cấp cho khả năng tăng tốc mượt mà nhưng lại rất tiết kiệm nhiên liệu với tiêu chuẩn khí thải Euro 5, đâu đó khoảng 5 lít trên 100km mà thôi. Nào để xem rằng là với giá 650 triệu đồng thì Yaris Cross sẽ có những cái ưu điểm gì. Chúng ta đến ngay từ ở phần phía đầu xe đi ạ. Đầu tiên là sự ưu ái của chiếc camera 360 độ không chỉ ở phía trước mà còn cỏ ở hai bên gương, giúp cho xe là di chuyển linh hoạt, đặc biệt nhất là vào những cái góc cua khó. Tiếp tục nào, ở trên kính chúng ta sẽ có hệ thống Toyota Safety Sense, cảnh báo chệch làn đường, phanh tự động, bám đuổi xe, đèn AH tự động dương pha khi không có xe đối diện. Với cụm đèn bi LED anh chị sẽ nhìn thấy chi tiết ở đây này. Đó, anh chị nhìn thấy cái bóng bi không ạ? Nó rất dữ dằn. Tiếp tục là hai cảm biến góc trước cũng như là hệ thống đèn sương mù trong cái mặt ca lăng này, đặc biệt nhất là cái khoảng sáng gầm cao, giúp cho xe là di chuyển cực kỳ là linh hoạt. Nếu mà trong khoảng giá hơn 600 triệu mà trang bị cả hệ thống phanh tự động, cảnh báo lệch làn đường, cảnh báo tiền va chạm, hay như cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang, thì thực sự là không có nhiều lựa chọn. Đặc biệt nhất là cái dòng xe SUV 5 chỗ ngồi, gầm cao, cực kỳ nổi bật và bề thế như thế này. Với chiếc la răng thì lên đến tận 18 inch phay đúc, với cái thông số lốp là 215/55R18. Và trên lốp thì trang bị luôn cả cảm biến áp suất lốp anh chị nhá. Còn về lốp thì trang bị là lốp Bridgestone với cái lốp bản rộng như thế này. Anh chị nhìn thấy cái gai lốp này, dày không? Rất dày nhá. Giảm sóc này, anh chị nhìn này, chi tiết không ạ? Xe nhập khẩu, chúng ta sẽ có đèn xi nhan LED trên gương, hay hơn nó chính là hệ thống cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang. Gương sẽ cụp tự động khi khóa cửa nhá. Tay nắm cửa thì cùng màu thân xe, nhưng lại có thêm cái phần tích hợp cảm ứng này, cảm ứng nhiệt này. Và vẫn có nẹp dọc nóc xe ở phía trên. Còn nếu anh chị nào mà yêu thích phiên bản Hybrid thì chúng ta còn có cả kính toàn cảnh cơ. Rất hay luôn. Đây đó chính là phần phía thân xe. Anh chị sẽ ngắm được chi tiết phần phía thân xe của Yaris Cross. Và đặc biệt nhất đây là chính là màu trắng ngọc trai. Những cái đường viền macro ở trên chân kính này, hay ở dưới sát với cánh cửa này, khoảng sáng gầm lớn này. Anh chị nào mà đã xem video của Văn Hội rồi thì sẽ thấy sự chi tiết cực kỳ luôn. Sẽ thấy chi tiết cực kỳ từng phần luôn. Văn Hội đánh giá rất cao những cái điểm nhấn như thế này. Và chắc chắn rồi, 4 bánh trang bị là phanh đĩa nhá. 4 bánh phanh đĩa, đó là điều tuyệt vời luôn. Chúng ta có phần kính góc này. Xe còn nguyên ni lông, xe nguyên ni lông, vừa về đến đại lý xong nhá. Chúng ta có hệ thống anten vây cá mập, phích đại sóng radio bắt sóng rất tốt, hai nẹp dọc cực kỳ là thể thao, mạnh mẽ. Trong khi đó đèn phanh thứ ba trên cao thì vẫn được trang bị này. Hai gạt mưa sau, sấy kính sau, sấy kính sau bằng những cái đường tia này, anh nhìn này. Chúng ta có hệ thống đèn hậu cực kỳ là sang trọng,
nổi bật. Logo chữ S trên phiên bản V. Yaris Cross đây rồi. Tổng quan phần phía đuôi sau nào. Đây đó chính là tổng quan phần phía đuôi phía sau của Yaris Cross. Hai cảm biến góc trước thì chúng ta có tiếp hai cảm biến góc sau. Quay như thế này để anh chị cảm nhận được dòng xe SUV. Sự sang trọng, đẹp. Cứ quay một vòng như thế này là chúng ta sẽ gần như là sẽ nhìn thấy rất rõ, sẽ nhìn thấy rất chi tiết luôn nhá. Kiểu dáng thì cực kỳ là trường dáng rồi. Rất trường dáng luôn. Đó, anh chị nhìn thấy chi tiết không ạ? Ở đại lý chính hãng của chúng tôi thì đang sẵn xe này, đủ màu này, giao ngay này. Nhưng đặc biệt nhất là kèm nhiều chương trình ưu đãi hấp dẫn. Khả năng tiết kiệm nhiên liệu anh chị nhìn thấy không ạ? 5,1 lít. Cái nắp bình xăng ở phía bên trái rất rõ ràng đúng không ạ? Quay đúng một vòng như thế này. Lốp sơ cua thì để bên trong nhá, chứ không để dưới gầm nữa nhá. Đó. Bên trong nội thất là như thế nào nhỉ? Chúng ta sẽ di chuyển nhá. Mở từ cửa sau ra này, anh chị đã nhìn thấy ngay cửa gió điều hòa hàng ghế thứ hai không? Rất ưu ái nhá. Trần này, trần của Yaris Cross rất rộng, cao. Ghế 5 chỗ có tựa tay ở hàng ghế sau này. Chúng ta được tặng một bộ thảm nỉ nhá. Đó, rất đẹp luôn. Xem nhanh phần nội thất như thế này, tapi này. Tapi những cái điểm nhấn này. Điểm nhấn nhá rất rõ này, vẫn có chốt khóa trẻ em này. Tiếp tục nào. Cảnh báo điểm mù thì nãy vừa xem rồi. Tiếp tục, chúng ta quay vào đây. Những cái phần tapi được sơn đen bóng rất rõ ràng. Còn nẹp bước chân có cái phần bảo vệ ở đây. Ghế này, ghế da cao cấp của chúng ta có những cái đường chỉ. Những cái đường chỉ điểm nhấn. Đường chỉ này thì nó sẽ cần thêm cái điểm nhấn xanh ở đây này. Điểm nhấn xanh nhá. Và buổi tối thì chúng ta có cái phần đèn màu ở đây này. Khi mà bật đèn lên, khi chúng ta bật đèn lên, bật chìa khóa điện lên, chúng ta sẽ thấy phần đèn màu luôn. Đây đó chính là tổng quan chi tiết bên trong nội thất của Yaris Cross thế hệ hoàn toàn mới 1.5V máy xăng. Thật tuyệt vời luôn. Đây anh chị nhìn thấy nhá. Phần đèn màu này chúng ta chỉnh được màu theo ý này. Màu theo ý này. Anh chị nhìn thấy chỗ cánh cửa kìa không? Nó sẽ thay đổi màu sắc này. Đó, đó. Quay nào cho anh chị nhìn rõ rồi nhỉ. Đúng không? Đấy. Rất hay đúng không ạ? Đổi màu được theo ý muốn luôn. Điều hòa trang bị tự động rồi, ok rồi, không sao. Chúng ta sẽ vào bên trong. Vào bên trong chi tiết hơn nữa nhá. Ở phần phía tapi bên người lái, chúng ta sẽ có hệ thống cụp gương tự động, nên để vào giữa này nhá. Chỉnh mặt gương điện hay là chốt khóa cửa, kính auto. Chúng ta sẽ có một cái loa bổng ở đây. Không chỉ có vậy đâu. Đây đó chính là phần ghế điện. Xe trang bị nội thất màu đen với phần ghế điện chỉnh lên tận 8 hướng. Rồi, chắc chắn rồi. Toyota Yaris Cross ghế da. Hệ thống phanh tay điện tử tích hợp giữ phanh tự động auto hold đã được trang bị. Xe trang bị là hai chìa khóa thông minh. Hai chìa khóa thông minh anh chị nhá. Chúng ta có khởi động một nút bấm này. Kết nối CarPlay Android Auto không dây này. Điều hòa tự động này. Điều hòa tự động đây. Anh chị nhìn thấy đây, đúng không ạ? Ok, đã chỉnh bỏ đi. Màn hình thì sẽ có thêm cả hệ thống camera 360 độ. Với màn 360 này thì chúng ta sẽ nhìn rất trực quan nhá. Hai bảng đồng hồ trung tâm của chúng ta là tích hợp với những cái công nghệ màn hình 7 inch digital. Đặc biệt nhất đó chính là hệ thống Toyota Safety Sense, bao gồm cảnh báo tiền va chạm, phanh tự động, trạch làn đường, bám đuổi xe. Không chỉ có vậy đâu ạ. Điều khiển giọng nói này, anh chị nhìn thấy rõ này. Chip 3, chip B đầy đủ này, volume này, cam 360 này. Tắt bật hệ thống tiền va chạm này, cảm biến áp suất lốp này, cảnh báo va chạm trước sau này, công tắc đèn AH này, chỉnh góc đèn theo số lượng người ngồi này. Đây, anh chị nhìn này. Cân bằng điện tử, kiểm soát lực kéo, đèn pha cốt tự động, gạt mưa chỉnh in time thời gian theo ý muốn. Hệ thống Toyota Safety Sense ở đây, hai cái đèn trần ở trên này. Khoảng trần rất cao.
quay như thế này là anh chị sẽ nhìn được rất chi tiết cái xe khi mà chúng ta mua. Nhìn nó rất rõ luôn, đúng không ạ? Nhìn từ đằng trước đã cụ thể thế rồi, thì nhìn từ phía sau, chúng ta nhìn từ phía sau. Đấy, anh chị nhìn thấy không ạ? Đây, chúng ta nhìn như thế này đi để thấy được rõ. Đây chính là tổng quan giao diện nội thất chi tiết nhất trên chiếc Toyota Yaris Cross 1.5V máy xăng thế hệ mới nhất 2024. Màn hình giải trí lên đến 10 inch, có kết nối CarPlay Android Auto không dây, cam 360. Màn hình digital 7 inch, vô lăng gọi như là full phím luôn, không thiếu cái phím gì đâu anh chị ạ, full luôn đấy ạ. Hộp số tự động, chìa khóa thông minh, điều hòa tự động, hay hệ thống phanh tay điện tử, auto hold giữ phanh tự động. Tất cả đã đều được tích hợp trên chiếc Yaris Cross 1.5V với giá niêm yết 650 triệu, chưa bao gồm các chương trình khuyến mại và quà tặng hấp dẫn. Tích hợp cả cửa gió điều hòa sau, rất cụ thể luôn, nhìn rất chi tiết anh chị nhá. Mở luôn cả cái phần cốp ở phía sau lên để chúng ta thấy cái sự rộng rãi. Đây là chính là phần cốp phía sau Toyota Yaris Cross, còn có thêm trang bị một cái khay che hành lý này. Đó, anh chị thấy hay không ạ? Lốp sơ cua này, lốp sơ cua để dưới này, lốp sơ cua to, đúng không ạ? Hai ngăn tầng, có nghĩa chúng ta sẽ có hai tầng nhá. Một tầng để và cái tầng khay này này. Đó, rất rõ luôn. Quay như thế này là anh chị sẽ nhìn thấy được bao quát nhất, bao quát nhất chiếc Toyota Yaris Cross thế hệ hoàn toàn mới, sẵn xe, đủ màu để giao ngay cho anh chị, kèm nhiều chương trình ưu đãi và quà tặng hấp dẫn. Rất tuyệt vời đúng không ạ? Anh chị nào mà có thêm câu hỏi comment, muốn lái thử xe chi tiết là như thế nào, hãy liên hệ ngay số hotline ở phía bên dưới. Theo từng vùng miền, đội ngũ tư vấn xe của chúng tôi sẽ báo giá, giá lăn bánh rất chi tiết cho anh chị. Với giá niêm yết 650 triệu, đang giảm giá chỉ còn hơn 600 triệu đồng, trả góp lãi suất từ 1,99%, thời gian vay dài. Anh chị hãy liên hệ ngay hotline ở phía bên dưới để đội ngũ tư vấn của tôi báo giá chi tiết. Và đừng quên đăng ký hộ kênh để không bỏ lỡ bất kể video nào. Kính chúc quý hàng thật nhiều sức khỏe và luôn luôn lái xe an toàn. Hẹn gặp lại anh chị ở những clip tiếp theo. Goodbye.